Chào mừng anh chị em đã quay lại kênh của Hoàng Lam Audio. Hôm nay em xin giới thiệu đến anh em hai em âm ly mang thương hiệu Sansui và có model là AU D67X được các anh em nhé. Hai em này nó là phiên bản đặc biệt kỷ niệm ngày thành lập của công ty nên có thêm hai cái hồi gỗ rất là đẹp. Hai em này sở hữu kích thước ngang là 47, sâu là 44 cả lúm và cao là 17 cm anh em nhé. Máy chạy điện 100, có công suất là 230W nên rất là dễ điều trị các cái loại cặp loa khó tính. Các cái em Omni 67X được cắt thì là dùng được đánh được hai cầu loa AB liền một lúc ạ. Đó. Và có rất nhiều các cổng đầu vào. Em đang test với em ở bên dưới. Có 1, 2, 3, 4, 5. 5 được cái nối đầu cầu đầu vào. Tính năng đánh cầu A, cầu B và A cộng B. Tính năng tôn, rau rớt đầy đủ, quả lăng đầy đủ ạ. Em này sở hữu về được hai em hàng vải về rất là đẹp. Mặt đây ạ, em sẽ quay cận cảnh cho anh em. Anh em nhìn kỹ giúp em nhé. Chất âm của Sansui thì không phải bàn tán quá nhiều. Hai hồi gỗ cực kỳ là đẹp. Anh chị em nào mà quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0981 956486 anh em nhé. Hai em này sở hữu 8 sò, chạy 8 sò than, zin nguyên bản 100% anh em nhé. Công suất là 230W. Anh chị em nào mà đang quan tâm đến các cái thiết bị âm ly Sansui thì có thể liên hệ với em. Ngoài cái mẫu 607X đã các này thì em còn có 607X này, 707, Alpha 707 này, Alpha 607 và 607 LX cha anh em nhé. Đấy, thì anh chị em nào mà quan tâm, giá thì nó cũng không có đắt lắm nên là anh chị em nào mà thấy thích hợp thì có thể liên hệ đặt hàng. Bên em ship hàng toàn quốc khi có cọc anh em nhé. Đây là hồi gỗ, hai cái má hồi gỗ của nó rất là đẹp anh em nhìn, hồi gỗ zin anh em nhé. Đấy, bên dưới là em 607X, giá thì rất là hợp lý, chỉ trên 5 triệu một chút anh em nhé. Đấy, bên dưới nữa là em 707, Alpha 707. Em đang ghép cùng với một em đầu rất là cỏ thôi, Soli 950. Anh chị em nào mà quan tâm đến em nó thì có thể liên hệ giúp em. Chất âm khá là tốt, chạy giải mã TDA 1541. Anh chị em nào mà đang xem video của em mà chưa đăng ký kênh thì có thể nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm chuông để được cập nhật các cái sản phẩm video mới nhất bên em. Hai em này về trong tình trạng rất là đẹp. Bác nào ở khu vực Hà Nội thì có thể qua trực tiếp shop của em tại số 8, ngách 26, ngõ Trần Cao Vân, Chợ Rời Hà Nội để xem hàng. Một lần nữa Hoàng Lam Audio xin cảm ơn anh chị em đam mê âm thanh trên toàn quốc đã luôn dõi theo video và ủng hộ kênh của Hoàng Lam Audio. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn toàn thể anh chị em và hẹn gặp lại các bác ở các cái video tiếp theo. Chào các bác ạ.